Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là tay mở cửa trong của xe Kia K3. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Kia Hyundai Mobis tại Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 82620A7010CR. Với cái dòng sản phẩm hàng xịn này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng. Cái thiết kế của nó khá là đặc sắc ở cái phiên bản K3 này thì cái phần để chúng ta lẫy mở thì nó là có úp mạ inox làm nổi bật lên cho phần trong của cánh cửa. Cái thiết kế của nó thì phần nhựa để chúng ta bắt vào bên sườn xe nó sẽ là nhựa ABS cao cấp. Cái phanh để chúng ta đưa đi đưa lại của tay cửa nó chính là cái lò xo. Đây anh em nhìn này. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái tay mở cửa trong của Kia K3. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333, kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.